từng sinh non với cân nặng vỏn vẹn 1,9 kg, con gái Khánh Thi này đã lớn phỏng phao và xinh xắn thế này đây. Từ sau kết hôn với Phan Hiền, Khánh Thi dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ và hai nhóc tí. Mới đây nhất, cô đã không nén được cảm xúc khi chứng kiến con gái nhỏ từng sinh non chỉ nặng 1,9 kg này đã trộm vía khỏe khoắn và cực đáng yêu. Cụ thể, nhân dịp sinh nhật lần thứ hai của con gái cưng Anna Vương Diễm, Khánh Thi và Phan Hiền đã thực hiện bộ ảnh gia đình vô cùng xinh xắn. Trong đó các khoảnh khắc của con gái út chiếm trọn spotlight vì quá dễ thương. Chứng kiến con cưng này đã lớn phỏng phao, Khánh Thi nghẹn ngào chia sẻ, sinh con gái khi chưa tròn đủ 9 tháng 10 ngày. Con thật bé bỏng và non nớt với 1,9 kg. Ở lại viện nằm lồng kính theo dõi 21 ngày. Ba mẹ với bao lo lắng và nhọc nhằn, mẹ học cách lớn khôn cùng con, học cách kiên nhẫn và vượt khó. Gia đình Khánh Thi đã có chuyến du lịch Đà Lạt, kết hợp với chụp ảnh kỷ niệm mừng sinh nhật con gái. Từng sinh non và chỉ nặng 1,9 kg này Anna Vương Diễm đã lớn rõ. Cô bé thừa thưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, đặc biệt là nụ cười tươi của Khánh Thi. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, tuy nhiên Khánh Thi và Phan Hiền vẫn không thể quên được ngày Anna Vương Diễm chào đời. Ngày con sinh ra là ngày rất đặc biệt với cả ba và mẹ. Hy vọng rằng chính ba và mẹ sẽ không bao giờ quên được thời khắc con sinh ra để luôn nhắc nhau rằng mình đã hy sinh vì nhau đến thế. Mẹ mong con gái mẹ sẽ khôn lớn trong tình yêu thương trọn vẹn của mọi người, trong gia đình. Và sẽ là cô bé ngoan, mạnh giỏi, đáng yêu của riêng ba mẹ nhé. Những chia sẻ của Khánh Thi khiến người hâm mộ, bạn bè không khỏi xúc động và dành nhiều lời khen ngợi cho sự nỗ lực, cố gắng nuôi dạy hai con của vợ chồng cô. Con gái út nhà Khánh Thi còn biết tạo dáng vô cùng tự tin thế này. Hình ảnh lúc sơ sinh của con gái nhà Khánh Thi từng khiến nhiều người xót xa. Chúc mừng sinh nhật lần 2 của Anna Vương Diễm. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.